Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1712, một cây sâm núi trái có giá là 500k bao ship toàn quốc. Cây này nó cao lắm, 4 tấc 7 4 tấc 8, từ ở dưới gốc nó lên nè, tôi đưa xa cho quý vị xem chai trà xanh dưới đó nè, quý vị thấy không đó, nó cao vậy nè, 4 tấc 7 4 tấc 8 nha. Anh nào mua thì tôi quấn lại nha, bỏ vô quấn lại chứ không có là lấy cái thùng mốt quấn lại ốp lại, chứ không có đóng vô cái thùng được nha, tại vì nó cao quá ốp rồi đó. Đóng cái thùng mốt kia hai cái vô thì nó bệ sệ lắm. Rồi 500 nha, 4 tấc 7 4 tấc 8 nha, cao nè, tàn nó vậy nè đó, cho coi cái tàn lại nha, cái núi trái nha. Rồi mấy cây này là tôi chỉ có 2-3 cây là hết luôn nha, ngày hôm qua bán 1 cây rồi, còn lại 2-3 cây nữa là hết luôn rồi đó. Bữa nay đăng 2 cây là chỉ còn 1 cây một duy nhất thôi đó. Đế của nó nè, cây này là nó khá hơn cây nãy tí nha, đế nó đều nè, ngoài sau cũng đế đều luôn nữa nè, thấy chưa, thấy nó già không. Rồi rồi cây này tàn nó ấm hơn cây nãy, cây nãy thì tàn chưa ấm hung. Rồi nha quý vị, anh nào quen thì ship code lạ thì chuyển khoản nha, nếu mà quen thì tôi gửi hôm ngày hôm nay luôn nha, tại vì bây giờ là 7 giờ mấy sáng rồi, 7 giờ 10, 7 giờ 15 rồi, tôi đăng lên là tôi vô tôi đưa lên YouTube luôn nha. Đây nè, độ già của nó nè quý vị thấy không. À, cho coi cái góc kỹ lại nha, nè cái ngón tay tôi đây nha, coi cho kỹ nha, ba chân đều gan ra luôn nha, ngoài sau có 1 chân nữa đó. Rồi đế nó như vậy đó là đế ok rồi đó, chứ không phải dễ kiếm cái sâm núi mà có cái đế vậy nha. Rồi 500k bao ship toàn quốc, nội và tiền ship, tiền công, tiền thùng hết 150 rồi nha quý vị. Rồi xuống luôn đi, coi như cây này có 300 mấy chục ngàn thôi đó, xuống luôn.